Với tinh thần quyết thắng, MU nhập cuộc đầy mạnh mẽ. Ngay ở phút thứ hai, Martial đã có cơ hội ghi bàn sau pha chọc khe của Fernandes, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn Fabianski. Đúng vào lúc tất cả tưởng rằng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số không đều thì biến cố xảy ra. Ở phút thứ 45+1, Fosu Mensah phạm lỗi vô duyên trước vòng cấm và phải nhận thẻ vàng. Từ pha phối hợp đá phạt với đồng đội, Rice tung cú sút cực mạnh khiến Pogba dùng tay che mặt trong vòng cấm. Sau khi xem xét kỹ tình huống, tổ VAR đã cho West Ham hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Antonio dễ dàng đánh lừa De Gea để mở tỷ số cho đội khách. Sai lầm cuối hiệp 1 khiến Fosu Mensah phải nhường chỗ cho Wan-Bissaka ngay sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Wan-Bissaka lập tức tạo ra ảnh hưởng khi sức công của MU trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Phút thứ 51 xuất phát từ cánh phải, Martial và Greenwood có pha phối hợp nhỏ như đá tập trước khi số 26 bình tĩnh chỉnh bóng và sút tung lưới West Ham, gỡ hòa một đều cho MU. Với một điểm có được, MU đã vượt qua Leicester để lọt vào top 4, bằng điểm Chelsea, xếp trên nhờ hơn hiệu số. Ở trận cuối cùng, Quỷ Đỏ sẽ tự quyết định tấm vé dự Champions League nếu không thua. Trước Chelsea, nhà cầm quân người Đức chỉ thực hiện đúng một sự điều chỉnh khi Keita thay thế Chamberlain ở tuyến giữa. Còn lại, một loạt trụ cột hàng đầu như Van Dijk, Alisson, Arnold, Robertson, Wijnaldum hay bộ ba Salah, Mane, Firmino vẫn ra sân thi đấu, dù rằng tin chắc vài người chỉ muốn xả hơi sau chức vô địch. Khoảnh khắc lóe sáng của Keita ở phút thứ 23 đã xoay chuyển cục diện. Tiền vệ số 8 phối hợp với đồng đội, dũng mãnh dẫn bóng áp sát khu vực 16m50 trước khi tung ra cú nã đại bác. Đến phút thứ 38 thì Liverpool gia tăng được cách biệt. Từ chấm đá phạt cách cầu môn hơn 20m, siêu hậu vệ cánh Alexander Arnold vẽ ra một đường cong hoàn hảo, khiến thủ thành Kepa chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn mảnh lưới rung lên. Chưa dừng lại ở đó, cuối hiệp 1, The Cop ghi thêm được một bàn thắng. Khu vực cấm địa của Chelsea rơi vào hỗn độn sau một tình huống phạt góc và Wijnaldum xuất hiện đúng lúc, vùng chân sút căng tung nóc lưới đội khách. Song 3-1 mới là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Phút bù giờ thứ 3, từ trách bên cánh phải, Mason Mount chủ đích đưa bóng vào giữa khu vực 16m50. Giroud rất nhanh băng vào xoạc chân đưa bóng vào lưới ở cự ly vài mét. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2 thì Liverpool đã lấy lại lợi thế dẫn hai bàn. Từ cánh phải, Alexander Arnold thực hiện quả tạt vừa tầm cho Firmino băng vào đánh đầu tung lưới đội khách. Chân sút người Brazil có bàn thắng đầu tiên tại Premier League kể từ ngày 23 tháng 1. Phút thứ 59, Pulisic cầm bóng đột phá qua 3-4 cầu thủ của Liverpool để xâm nhập vào khu vực 16m50 từ cánh trái, rồi căng ngang thuận lợi vào trong cho Abraham dễ dàng dứt điểm thành bàn. Đến phút thứ 74 thì Pulisic đã lập công. Cựu cầu thủ Dortmund đón đường truyền của Hudson Odoi, nỗ lực khống chế ở cự ly chưa đến 10m, rồi xoay người sút bóng đánh bại Alisson. Phút thứ 85, trong một đợt phản công sắc bén vốn là sở trường của Liverpool phiên bản Jurgen Klopp, chung cuộc Liverpool có chiến thắng quá đẹp 5-3, lại còn trước Chelsea trong một ngày họ được chính thức nhận cúp vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử mà vốn đã thuộc về họ từ vòng 32. Mùa giải 2019-2020 còn chưa khép lại. Tuy nhiên, các cổ động viên của Chelsea đã được tận hưởng niềm vui vì công tác chuyển nhượng của đội nhà. Khi mà mùa tới, hàng công của họ chắc chắn sẽ có thêm hai nhân tố cực kỳ đáng chú ý là Timo Werner và Hakim Ziyech. Bây giờ tiếp tục có nhiều thông tin xoay quanh việc Kai Havertz cũng chuẩn bị cập bến The Blue. Theo thông tin từ nhà báo uy tín Fabrizio Romano tiết lộ, Havertz đã gây áp lực nhằm được ban lãnh đạo Leverkusen đáp ứng nguyện vọng chuyển đến Chelsea. Và mới đây, tờ Sport Bild của Đức đã đưa tin, ngay ngày mai, một cuộc gặp giữa Havertz và ban lãnh đạo Bayer Leverkusen sẽ được tổ chức. Được biết lý do mà Havertz muốn rời Bay Arena như vậy là do đội bóng của huấn luyện viên Peter Bosz đã không thể đảm bảo một suất dự Champions League mùa sau. Ở một diễn biến khác, nhiều nguồn tin khẳng định Kai Havertz đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Stamford Bridge. Theo đó, Black mới sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức thu nhập khủng lên đến 7,2 triệu bảng mỗi mùa, tương đương là 150.000 bảng mỗi tuần. Con số này cao gấp 4 lần mức lương mà tiền vệ người Đức đang hưởng tại Leverkusen, 1,8 triệu bảng một mùa. Hợp đồng hiện tại giữa Aubameyang và Arsenal sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Trong thời gian qua, nhiều tin đồn cho rằng tiền đạo 31 tuổi người Gabon muốn rời Arsenal để chuyển đến một câu lạc bộ lớn mạnh hơn, qua đó có cơ hội giành các danh hiệu trước khi sự nghiệp bước sang bên kia sườn dốc. Kể từ khi chuyển đến Emirates vào tháng 1 năm 2018, Aubameyang đã nhanh chóng trở thành chân sút số 1 của Arsenal. Mùa này, anh đã ghi được 25 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm 20 bàn tại Premier League. Tuy vậy, ban lãnh đạo Arsenal tỏ ra khá cứng rắn và sẵn sàng bán Aubameyang nếu anh từ chối ký hợp đồng mới.
Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi huấn luyện viên Mikel Arteta xuất hiện và giúp Arsenal thi đấu khởi sắc. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha tất nhiên muốn giữ Aubameyang ở lại. Ông yêu cầu Arsenal đưa ra hợp đồng đủ hấp dẫn để giữ chân tiền đạo này. Theo nguồn tin uy tín Mail, The Telegraph, Arsenal đã chấp nhận yêu cầu của Arteta và chuẩn bị sẵn hợp đồng với mức lương 250.000 bảng một tuần, chưa kể tiền thưởng để gửi đến Aubameyang. Đây sẽ là đề nghị chính thức đầu tiên mà phía Arsenal đưa ra đàm phán với ngôi sao của họ. Nếu gật đầu, Aubameyang sẽ trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai tại Emirates, chỉ sau Mesut Ozil. Thế nhưng tiền cũng chưa phải yếu tố quan trọng nhất trong thương vụ này. Arsenal cũng phải thuyết phục Aubameyang về việc họ sẵn sàng hỗ trợ Arteta đầu tư, cải thiện đội hình để đưa pháo thủ trở lại nhóm ứng cử viên cạnh tranh danh hiệu lớn. Ông Nguyễn Văn Sĩ tỏ ra rất bức xúc với việc Nam Định liên tục phải chịu các quyết định bất lợi từ trọng tài ở V-League 2020. Gần nhất, đội bóng Thành Nam đã phơi áo 0-3 trên sân câu lạc bộ Sài Gòn trong trận đấu mà họ bị trọng tài từ chối ít nhất 3 quả phạt đền. Sau 10 vòng đấu, Nam Định giành được vỏn vẹn 9 điểm và đứng thứ 12 trên 14 đội. Hôm qua, ban trọng tài V-League đã quyết định treo còi trọng tài Mai Xuân Hùng vì các sai lầm ở trận đấu trên. Trước đó, trọng tài Vũ Phúc Hoan cũng bị treo còi 4 trận vì đưa ra các quyết định sai rõ ràng khiến Nam Định thua Hải Phòng 0-2 ở vòng 6. Cho dù ban trọng tài đã đưa ra án kỷ luật các trọng tài mắc sai lầm, nhưng phía Nam Định vẫn không hài lòng. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ cho rằng trưởng ban trọng tài V-League Dương Văn Hiền nên từ chức. Ông đồng thời tuyên bố Nam Định sẽ bỏ giải nếu tiếp tục bị xử ép. Chia sẻ với cánh truyền thông, ông Sĩ nói, nếu vấn đề với các trọng tài vẫn tiếp diễn, chúng tôi sẽ xin ý kiến người hâm mộ, xin bỏ trận đấu, bỏ giải đấu và không tham gia nữa. Cứ bị xử ép như thế này thì Nam Định sớm muộn cũng phải xuống hạng. Nếu cố tình ép chúng tôi như vậy, chúng tôi bỏ luôn. Chúng tôi thi đấu mất công, mất sức, mất tiền bạc của nhà tài trợ và của cả người hâm mộ mua vé vào sân, đi tỉnh cổ vũ cho đội bóng. Mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng tôi phải xuống hạng không vì chuyên môn mà vì sự sắp đặt. Nếu tình trạng này vẫn xảy ra, chúng tôi xin dừng cuộc chơi.